Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es wieder um die Verben mit Präpositionen. Diesmal lernen wir die Verben, die mit der Präposition an verbunden sind. Wie im letzten Video zeige ich euch zu jedem Verb ein paar Beispielsätze, damit ihr die Bedeutung der Verben besser verstehen könnt. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Und jetzt, lasst uns anfangen. Sich an jemanden oder etwas anpassen. Sich an jemanden oder etwas anpassen. 听你为爱还改字. Zum Beispiel: Ich muss mich an die neue Umgebung anpassen. Ich muss mich an die neue Umgebung anpassen. 都会听你为母亲妹. Sich an etwas gewöhnen. Sich an etwas gewöhnen. Quen wei gai zi. Es war für sie eine Herausforderung, sich an die deutsche Kultur zu gewöhnen. Es war für sie eine Herausforderung, sich an die deutsche Kultur zu gewöhnen. Việc quen với văn hóa Đức đã là một thử thách đối với cô ấy. An etwas arbeiten. An etwas arbeiten. Dành sức lực, trí tuệ, làm một việc gì đó để mang lại một kết quả nhất định. Ở đây các bạn lưu ý là sau giới từ, danh từ sẽ đứng ở cách thứ ba, Dativ. Ich arbeite gerade an einem neuen Projekt. Ich arbeite gerade an einem neuen Projekt. Tôi đang làm một dự án mới. An etwas schreiben. An etwas schreiben. Viết những văn bản dài. Ở đây các bạn cũng lưu ý là sau giới từ, danh từ sẽ chia ở cách thứ ba, Dativ. Ich schreibe schon seit 2 Monaten an meine Masterarbeit. Ich schreibe schon seit 2 Monaten an meine Masterarbeit. Tôi đã viết bài luận thạc sĩ của mình được từ 2 tháng nay rồi. An jemanden oder etwas denken. An jemanden oder etwas denken. Ở đây chúng ta có 2 nghĩa quan trọng chúng ta cần phải biết. Nghĩa thứ nhất đó là nghĩ về ai hay cái gì. Ich denke immer an meine Familie in Vietnam. Ich denke immer an meine Familie in Vietnam. Tôi luôn nghĩ về gia đình của mình ở Việt Nam. Và nghĩa thứ hai đó là nhớ đến ai hay cái gì, hoặc chúng ta có thể hiểu là không quên ai hay cái gì. Beispiel: Danke, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Danke, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Cảm ơn bạn đã nhớ đến ngày sinh nhật của tôi. Jemanden an etwas erinnern. Jemanden an etwas erinnern. Nhắc anh nhớ tới cái gì đó. Gut, dass du mich an den Termin morgen erinnert hast. Gut, dass du mich an den Termin morgen erinnert hast. Thật tốt vì bạn đã nhắc tôi nhớ đến lịch hẹn vào ngày mai. Sich an jemanden oder etwas erinnern. Sich an jemanden oder etwas erinnern. Nhớ ai hay cái gì? Hoặc là còn giữ trong trí nhớ ai hay cái gì? Erinnerst du dich noch an deine erste Deutschlehrerin? Erinnerst du dich noch an deine erste Deutschlehrerin? Bạn có còn nhớ cô giáo dạy tiếng Đức đầu tiên của mình không? Một cách diễn đạt nữa với động từ erinnern. Jemand oder etwas erinnert jemanden an jemanden oder etwas. Ở đây chúng ta có thể hiểu là ai đó hoặc cái gì đó làm cho ai đó nhớ tới ai đó hoặc cái gì đó. Nghe nghĩa dịch ra thì có vẻ hơi phức tạp, tuy nhiên thì mình sẽ cho các bạn một ví dụ sau đây để các bạn có thể dễ dàng hiểu hơn được cách diễn đạt này. Dieser Film erinnert mich an meine Kindheit. Dieser Film erinnert mich an meine Kindheit. Bộ phim này làm cho tôi nhớ tới tuổi thơ của mình.
jemanden oder etwas an etwas erkennen. Jemanden oder etwas an etwas erkennen. Nhận ra ai hay cái gì, nhờ cái gì. Ở đây chúng ta có lưu ý là sau giới từ, danh từ sẽ đứng ở cách thứ ba, Dativ. Ich habe sie an ihrer Stimme erkannt. Ich habe sie an ihrer Stimme erkannt. Tôi nhận ra cô ấy nhờ giọng nói của cô ấy. An etwas glauben. An etwas glauben. Tin tưởng rằng cái gì đó tồn tại hoặc điều gì đó có thể diễn ra. Ich glaube nicht an Wunder. Ich glaube nicht an Wunder. Tôi không tin vào điều kỳ diệu. An jemanden glauben. An jemanden glauben. Tin tưởng vào ai đó. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Tôi tin tưởng bạn. Sich an etwas halten. Sich an etwas halten. Giữ đúng, tuân theo cái gì đó. Du musst dich an dein Versprechen halten. Du musst dich an dein Versprechen halten. Bạn phải giữ lời hứa của mình. Ein anderes Beispiel. Wir müssen uns an die Regeln halten. Wir müssen uns an die Regeln halten. Chúng ta phải tuân theo quy tắc. Etwas liegt an jemandem oder etwas. Etwas liegt an jemandem oder etwas. Cái gì đó được gây ra bởi ai hay cái gì? Ở đây các bạn cũng lưu ý là sau giới từ thì danh từ hay là đại từ sẽ đứng ở cách thứ ba, Dativ. Mein Laptop funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mein Laptop funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Máy tính của tôi không hoạt động nữa. Tôi không biết nguyên nhân nằm ở đâu. Dass wir zu spät gekommen sind, lag am Streik der Bahnmitarbeiter. Dass wir zu spät gekommen sind, lag am Streik der Bahnmitarbeiter. Việc chúng tôi đến muộn là do biểu tình của nhân viên đường sắt. An etwas teilnehmen. An etwas teilnehmen. Tham gia, tham dự cái gì đó. Ở đây thì sau giới từ, danh từ cũng được chia ở cách thứ ba, Dativ. Ich nehme im März an einem Deutschkurs teil. Ich nehme im März an einem Deutschkurs teil. Vào tháng 3, tôi sẽ tham gia một khóa học tiếng Đức. Sich an jemanden wenden. Sich an jemanden wenden. Nói chuyện với ai để xin giúp đỡ hoặc cho lời khuyên. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich. Nếu có câu hỏi, ông bà cứ nói chuyện với tôi. An jemandem oder etwas zweifeln. An jemandem oder etwas zweifeln. Nghi ngờ ai hay cái gì. Ở đây, sau giới từ, danh từ hay đại từ cũng sẽ đứng ở cách thứ ba, Dativ. Sie zweifeln an seiner Liebe. Sie zweifeln an seiner Liebe. Cô ấy nghi ngờ tình yêu của anh ấy. So, das war's. Wir haben heute ganz viele Wörter gelernt, oder? Ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr konntet etwas Neues dazu lernen. In den nächsten Videos lernen wir weitere Verben mit Präpositionen. Jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao! Thank you.
Thank you.